mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành là cơ nghiệp không hôi đi, không hôi quế, không suy tàn để dành cho các từng giờ cho anh em. Đó cũng là mức đến của Hội Thánh Long Trạch trên đường Thiên Lộ. Và giờ này đây Hội Thánh sẽ góp phần tôn vinh Chúa Thánh Ca 852 Thành Thế Chẳng Phải Quê Tôi. Kính mời ban đáp lễ Hội Thánh Long Trạch.